Hoa vườn mai chích chè bông xin chào cả nhà nha. Hôm nay em giới thiệu cái lô mai mới của vườn nhà em đây. Cây rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cây cao lắm, cây cao cầm khoảng 5 tấc mấy 6 tấc của em luôn á. Các cây thì nó có cái nhánh ra như thế này nha cả nhà. Có nhánh ra, đó. Cây nào cũng có nhánh ở trên đọt hết nha. Rồi còn cái tất cả cái bộ rễ á, thì đều được uống rễ hết đây. Cả nhà thấy không? Cây nào cũng uống rễ hết nha. Đó. Này mình moi lên mình mới thấy nha. Đó. Đây. Đó cả nhà thấy không? Rễ nè quấn cục cục luôn á. Quấn cục cục luôn nha cả nhà. Có cây lòi lên thì có cây chưa lòi lên. Đây. Đó, cây nào cũng có rễ quấn rất là đẹp nha. Đây cái cây này nó lớn như bằng cái chiếc đũa nha. Bằng chiếc đũa. Đó, có cây bằng điếu hút luôn á. Rồi, cây này em bán với giá là 8.000 một cây nha. Em ship từ 30 cây và không bao phí vận chuyển nha. Đây. Cả nhà thấy không? Thì cái cánh hoa của nó là từ 5 đến 12 cánh nha cả nhà. Này là mai ương hẹt nha. Em bán với giá 8.000 một cây và không bao phí vận chuyển nha. Em ship từ 30 cây. Ai thích thì liên hệ với em nha. Này. Đó, cả nhà thấy không? Đó, rất là đẹp nha. Ở trên thì đã được chẻ nhánh hết rồi nha. Cây nào cũng có nhánh hết luôn. Đó, rất là đẹp nha. Mai rất là xanh tốt luôn. Rồi, em bán với giá 8.000 một cây nha cả nhà. Ai thích thì liên hệ với em nha.